Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh TFTGV của mình các bạn nhé. Và như các bạn đang thấy trên màn hình ấy, mình đang có một con tăng gen đầu game game nó cho các bạn nhé. Đúng một tiền tanh khá là trâu các bạn ạ. Con tăng gen này. Ok, nên nó cho mình con gì đây? Cookie 8 bit à? Ba con cookie, hai con tăng gen. Mình mua luôn các bạn nhé. Tăng gen 2, 8 bit mua luôn này. Ok, cho vào test máu luôn. Nếu mà hên hên mình có thể chơi 6 8 bit được các bạn. Okay. Nếu có thêm cái thẻ vàng này em. Mong phòng đi chợ nó có thẻ vàng. Và chắc là mình không được đi đào đâu. Mình đang khá là khỏe đây các bạn. Chắc là mình sẽ không thua suốt nếu trừ khi mình thua suốt mình mới được đi đào. Và chứ mình đang còn tăng ken 2 sao này thì rất khó các bạn. Có khó, khá là khó để cho một số bạn thắng mình. Chắc là mình vẫn thu một số bạn thôi, nhưng mà tăng ken 2 sao tanh khỏe lắm các bạn, nó giảm lượng đam nhận vào mà. Cookie siêu sao 8 bit nữa, khá là ngon. Mấy con kiểu cookie này, tăng ken này, mấy lại Olaf đầu game tướng một tiền này, tiếp nó khá là ghê luôn. Cả con Taric nhá, Taric siêu sao tiếp nó cũng ok các bạn. Mấy con một tiền tiếp nó khá ok. Có hoàng giáo Sojin này, chắc là mình sẽ đắp luôn cho con cookie các bạn nhé. Gì đây, đồng quê à, mũ thích nghi hoàn hảo này, có chôn xấu này, khu giao dịch cũng mình không cần lắm, mình sẽ lấy cái mũ thích nghi các bạn nhé. Nếu mà cái lõi sau mà nó cho mình cái hộp quà Vanona á, mình sẽ chơi cái meta là toàn mũ thích nghi các bạn, toàn mũ thích nghi thôi. Thì cái mũ thích nghi khi nào mình có cái lõi nâng cấp này nó sẽ có luôn hai dòng, cả dòng cộng giáp mới này, phòng thủ với cả dòng cộng thêm sức mạnh phép thuật với lại hồi mana luôn các bạn, rất là ngon. Mình sẽ lắp luôn cho con tam kèn như các bạn nhé, con tay con sáo xô xin thì mình sẽ lắp cho con cookie. Ok, mình lắp luôn cho nó cái cung ấy cho nó gây thêm đam các bạn. Ok, 9 tiền này, mình bán luôn con nami đi tích được 10 tiền nhỉ, xem sao nữa, xem trận này mình thắng không á, chắc là thắng thôi. Tam Ken 2 sao cầm một món đồ lớn mũ thích nghi cộng cả hai dòng khá là khỏe luôn các bạn nhé. Okay. Rồi thắng rồi, chắc thắng rồi, chắc là trận này mình thắng rồi. Khi nó bắn mà còn giảm cả hồi máu nữa các bạn. Ok, bạn có con Ken một sao rất khó rồi. Rồi, thế là mình khỏi bán con Nami rồi các bạn nhé. Ok, mình sẽ mua thêm con Taric nhé các bạn. Mình sẽ để con Nami và con Taric đây. Còn lý do mình sẽ để hai con Nami Taric ở đây thì mình tí nữa đến một đoạn nào đó mình sẽ nói cho các bạn biết lý do tại sao mình để hai con Dicko ở đây các bạn nhé. Ok, giờ mình sẽ bật mí cho các bạn lý do tại sao mình để thế, mình không bán vội. Ok, mà mình không dồn vội các bạn nhé, mình để từ từ đây. Xem là có thiệt không, có thiệt ngon vậy. Yeah. Không ai chơi mà chơi 8 bit à, phần này Ken đã kêu kháng khống chế này khá ngon này. Okay. Chắc là thắng được, Onap khá khỏe nhưng mà con Koki nó giảm hồi máu. Onap thì lại khả năng hồi máu khá ghê, lúc đầu game mới tướng một một tiền siêu sao như Onap các bạn, nhưng mà con Koki nó lại khắc chế cứng của Onap nên là giảm khả năng hồi máu gây vết thương sâu các bạn. Nhìn nè, đang 20 tiền vệ binh này. Mình sẽ mua số con vệ binh các bạn nhé, để làm lúc nào mình con Garen vệ binh nhé, mình sẽ thay vào các bạn. Ok, cho đây cái đấy không chế đi, 6 tiền hơi lỏ nhỉ. Ok, thắng không? Evolution. Ok, chắc trận này trận thắng thứ ba của mình rồi các bạn. Đội hình bạn khá là yếu, có Nunu 3 tiền nhưng mà nó mới 1 sao, không cầm đồ khá là yếu, không ăn được mấy đâu. Mình con Cookie 2 sao siêu sao 8 bit cầm đồ chọn lại đẹp kia nữa, cầm cái ngọn sáo Sojin đấy mắc chọn đẹp này. Thiếu mỗi để gây đam thôi, tốc độ đánh có này, khả năng ra skill nhanh này, kẹp với lại tay to mà lớn nữa này. Ok rồi,
đây, có nó có thìa kìa, có thìa, có vệ binh, có Guardian. Chắc mình sẽ lấy con Guardian đi, nên lấy Guardian này lên từ 3 tiền đấy. Lấy con nào đây? À, mình lấy tướng 3 tiền này. Con Guardian đi, Guardian đi. Ok, lấy Guardian cho kích hoạt là cho vào thêm 8 bit nữa các bạn. Ok, có Guardian các bạn nhé. Chắc mình sẽ thay con Tam Ken ra thôi. Có Guardian kìa, mình sẽ thay Tam Ken ra và thay một con vệ binh rồi các bạn. Ok. Mà Tam Ken nó khỏe hơn, giờ này Tam Ken khỏe hơn các bạn. Rồi, để đây đi. Guardian khá là trâu các bạn nhé, mỗi lần skill nó sẽ được cộng thêm máu các bạn, khá là trâu. Càng sử dụng skill nó càng to các bạn. Mình đang có 3 trận thắng rồi, liệu có trận thắng thứ 4 đây không? Chắc là trận thắng thứ 4 các bạn. Mình thấy con Vi đang cầm bàn tay công lý thì cũng có khả năng hồi máu khi đi cùng sụp quẩy băng nữa. Nhưng mà chắc là mình sẽ thắng thôi. Ok, ok, cái xa bắn đây. Rồi, ô, oh, thua. Ô thua này, thua luôn này. Vi là đấm đầu quá. Băng này có con, bạn này có nuôi con Jin với lại con tàu quýt 2 sao, đủ. Quỳnh không để con tàu quýt. Ý chịu rồi, biết làm sao giờ. Hai con 2 sao gây đam, ba con 2 sao thì chịu rồi. Mua tạm nhá, mua con đi nào các bạn nhé. Asante nè, ok. Sao đến giao quá nhá. Sẽ cho vệ binh vào nhá. Lắp cái mũ cho con Guardian. Ok, lắp lên cái nệt cho con Guardian luôn các bạn nhé. Đó, chúng ta lại kích hoạt tay to một lượt với hai vệ binh này. Ok, rồi quái quái nó cho mình cái thìa này ngon. Mình vẫn đẩy cái cung ở trên cho con Cookie. Nếu có cái thìa thì mình sẽ nắp cho nó thì nó tự động ra gần đám vít và tách ra thì mình sẽ nắp con cái xa luôn các bạn. Ăn không đây, cái đét máu nào đây. Cái đen bổ đấy, bổ Cookie. Ok, tiết máu nào. Ok, chắc thắng rồi. À, nó mất lợi tức các bạn. Có một trận thua, một trận thắng này mất bố cái lợi tức. Tiếp. Thua đánh, thua bố thì thắng lên luôn đi. Bố cái lợi tức. Đi ra 2, ok. Rồi, giờ đến bãi người đá này. Bãi người đá nó sẽ cho mình cái gì đây? Ok, bãi người đá mong nó cho mình cái thẻ. Mình sẽ chơi được 8 bit các bạn. Không à. Ôi, không hết tiêu, 5 hết tiêu rồi. Đã. Ok. Các bạn người đá mình ăn được thôi. Mình có con Cookie giảm khả năng hồi phục của chúng ta. Ra một con mô đơn trật sư 3 sao này. Cafe Niot nhỉ. Thứ 2 sao này. À, 2 tiền này. Một đường cái sơ này, 3 tiền này, vách 3 tiền này. Lắp luôn giáp máu cho Guardian các bạn nhé, cho nó trâu. Chứ không có Guardian 2, Guardian 2 thì càng trâu. Aphenos này, Aphenos mình hiện giờ mình không chơi, mình cho vào nó hơi phí. Ok. Bán lên đi không? Từ đang 50 triệu. Ok, mình cho Nina vào con các bạn nhé. Ok, phê này thôi đi. Đang mốc 50 tiền mình không muốn mua thêm con gì các bạn. Nó khó nhỉ. Như sau tên này đến nói nâng cấp tiếp theo các bạn. Thắng được không? Từ đấy thắng không? Mình như bình thường rồi, giờ lúc này mình bắt đầu lên thẳng 6 và xả kêu tướng 3-4 tiền để săn nói xe bài tự động các bạn. Nhưng mà mình đang làm video, thứ nhất là làm video để mình vẫn đang để con Nami con Tarik đây, tí các bạn sẽ biết thôi. Mình sẽ muốn làm gì các bạn. Rồi, mình đang muốn chơi 8 bit nữa này. Mình không muốn mua xả tiền bây giờ các bạn, mình sẽ tích tiền.
đủ mà nó ra mình nói xoay bài từ đâu phắc lúc cần lúc săn nó không ra, lúc không săn nó ra các bạn. Giờ mình thay dần vào các bạn nhé. Chả có thay dần được cái gì nữa đây. Tính một tiền hai, tính cái hai tiền hay ba tiền. Ok mình sẽ xoay nhé. Có một con tướng ba tiền đâu, chẳng gì mình xoay thử xem sao ra mình. God này, rắc tướng 4 tiền được một, hai con 3 tiền, ba con 3 tiền, God này, Anomu con set, có con 4 tiền con rắc các bạn, rắc này, con bài này hướng lên chơi rắc ADM được các bạn, mình sẽ chơi sau con bài rắc ADM các bạn nhé, đang có sẵn con rắc này, ok. Chơi rắc này ADM và mình sẽ chơi rắc ADM kết hợp cái này hất tiêu các bạn nhé. Mình đang có sẵn con set trong đội hình rồi, giờ mình chỉ việc thay con Kasati và con Aphenos vào nữa này. Mình sẽ kích hoạt được 3 hất tiêu ấy và mình sẽ săn con chơi con rắc và sẽ săn con rắc ADM các bạn. Con lắc này Aphenos này okay. Bán đi các bạn nhé, cho con Kasate vào này, bán con Anomu đi này, cho Aphenos vào này, kích nhiên xạ mẹ hất tiêu luôn, 5 giáp máu vào mũ thanh nghi cho rắc luôn các bạn nhé. Ok rồi mình sẽ lên cấp này, cấp này lên hết rồi, cho thêm con Kasate vào nữa. Ok giờ thắng được không đây, không thắng được không. Xena 2 sao, có cầm ngọn giáo số Jin phát chuẩn bài các bạn. Chắc mình sẽ không chơi con Xena đâu, vì mình sẽ bán đi thôi. Bạn này chơi con Bạt Kari à, nhưng mà Bạt vẫn 1 sao kìa, hơi yếu. Bạt ra, okay. Xoay bài tự động vãi, lúc mình săn thì không bao giờ ra nhé. Lúc mình không săn mình đang chơi nữa ra. Ghê. Nửa người thật. Mình thề trước khi mình làm video mình làm tầm khoảng chục cái video để săn loại xe bài tự động, có săn được đâu. Có rắc này, ngoài lấy mình sẽ lấy này, okay. Có rắc, có ca thớt, có Bobby, lấy từ 4 tiền này không ai lấy mình sẽ lấy nhé các bạn nhé. Mất luôn rồi, mình lấy con set đi, mình set đi, tướng 3 tiền cũng kích hoạt luôn được, nếu mà có thêm nữa kích hoạt set 2 sao cũng khá ok các bạn. Thế rồi là mình lấy con sắt con xét là thêm cái giáp lưới này, thêm đấu sĩ này, ba đấu sĩ rồi thì nó có thêm một nữa ngon. Nami con Nami mới lại con Taric mình để đấy để tí mình làm, mình nói đoạn chủ yếu trong video này. Mình làm để cảm ơn một bạn đã comment phía bên bình luận và của mình và góp ý cho mình ấy. Mình nhiều khi mình quên, mình không để ý hoặc là có thể là mình không biết hoặc là mình không để ý luôn các bạn. Nên là mình làm video này mình vừa để chứng thực, vừa để xin lỗi, vừa để cảm ơn bạn đã ủng hộ và đã góp ý trong video của mình các bạn nhé. Thắng không? Thắng không đây? Thắng không đây? Không đây, đang chơi niên xạ đau khổ. Đó, băng niên xạ là ngắn này, băng này, liên xạ này, có cả sức quái nữa. Thắng không? Rồi đếp máu, đếp máu. Rồi, đếp máu, thua 3 chết, ok. Thua 3 chết, thua trận đầu tiên rồi. Giờ mình sẽ cố gắng cấp. Có xét 2 sao, có SL này. Mình sẽ bán con Senna đi các bạn nhé. Và lắp bọn giáo Sojin cũng như cái cung cho con SL luôn. Tướng 4 tiền vẫn hơn tướng 2 tiền mà. Trước mắt mình cứ lắp nó vậy đã đi. Còn con Aphenos mình cứ để lại đi. Biết đâu nếu nó ra cho mình con SL siêu sao hất tiêu á, mình sẽ chơi con 5 hất tiêu luôn cũng được. Hất tiêu này ok. Con gần nó gát là mình sẽ mua luôn các bạn nhé. Con gần nó gát là mình sẽ mua. Ok. Ông này cũng chơi hất tiêu à, mình chưa có SL này, mình có SL à. Ok. Xem nào.
test được vào máu nhiều không hay là thua đây. Ok, có một con đi rồi. Hụp, nhanh rắc lại. Có cái mũ thinh khi kia mỗi lần bị đánh nó cộng giáp đóng phép lại nó hồi mana, nhưng con rắc nó hồi chiều khá là nhanh các bạn. Mình vẫn thua khá nhiều chat. Nắc tuyệt sắc này mình sẽ không mua các bạn nhé. Mình sẽ đây, lý do mình làm video này là tại vì mình cảm ơn bạn đã góp ý video trước về làm Disco ấy. Mình không nghĩ là cái quả cầu nó di chuyển được, mình cứ để nó đứng yên đấy. Của bạn Nguyên Lâm góp ý cho mình các bạn, mình cảm ơn bạn đã góp ý cũng như là ủng hộ kênh video của mình, mình xin rất chân thành cảm ơn. Và những bạn nào có góp ý mình xin chân thành tiếp thu và cảm ơn những đóng góp của bạn cho video của mình nhé. Và trong quá trình làm video mình còn nhiều thiếu sót đấy, mong các bạn bỏ qua và thông cảm cho mình và tiếp tục ủng hộ video của mình. Mình ở đây mình xin chân thành cảm ơn các bạn nhé. Mình biết mình còn nhiều thiếu sót đó, nhưng mà lời cuối mình xin rất lần nữa mình xin rất là chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ video của mình. Mãi yêu các bạn. Các bạn có yêu cầu thì hãy comment phía dưới, mình cố gắng làm theo yêu cầu các bạn nhé. Mình nắp luôn cái diệt khổng lồ cho con Ezreal các bạn nhé. Cái hạt siêu quả đây. Cái hạt siêu quả mới lại ADM luôn các bạn nhé. Nắp luôn cái thủ thượng cho con set 2 sao này, khá là khỏe. Ok. Chết mẹ, mất mẹ hết. Tưởng mất hết tiêu nữa. Ok. Đấy là lý do vừa sao vừa mình không bán con Taric mới lại con Nami đi các bạn ạ. Đấy, video trước mình có làm về Disco với hộ pháp ấy. Nên là lần này có bạn góp ý mình không nhớ rõ. Thì các bạn biết đâu bạn góp ý là mình làm video này, vừa tiện thể xin lỗi bạn vừa cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm góp ý của mình ủng hộ mình nhá. Chiếu 3D này, tổng số sĩ ngon này, giải phóng ấn vật này. Phép này cũng khá ngon khi mà em ADM của Jack cần khá nhiều phép. Tuyển nhân sự mình sẽ chọn cái tuyển nhân sự nhé. Có thêm một cái Nico máy sao chép cơ lớn đấy. Và khá ngon. Ok. Mình sẽ mua con dồn đầy các bạn. Cho con vừa đang gắt vào kêu hạt thêm đấu sĩ các bạn. Ok, lắp kiếm đây. Rồi. Sắc ADM mình sẽ cố gắng lên 8 và kiếm con sắc siêu sao ADM các bạn nhé. Ưu tiên là sắc ADM các bạn nhé. Chứ sắc đấu sĩ thì nó cũng được, nhưng mà nó 4 ADM thì mình cảm giác nó hơi nhỏ một chút các bạn. Đồ sắc đang mang cũng khá là ok các bạn nhé. Khi có một cái giải thích kiên định, một cái giam máu và một cái mũ thích nghi cộng cả hai dòng các bạn. Sắc ADM này không mua các bạn nhé. Rắc và rắc. Thì đếp máu nào. Đếp máu. Ok. Đếp. Không đếp được. Ok, chịu, không đếp được chịu. Bạn vẫn kinh quá. Thì đang 4 hớt tiêu à. Thôi mình cần 3 hớt tiêu được. 4 hớt tiêu, 5 hớt tiêu là khéo là đi đấy các bạn. Ok, cho thằng Galagat được vào. Okay. Thì đây có Z này, thay thằng Galagat đây. Ok, có cuồng nhiệt, có 4 ADM, giờ mình còn siêu sao rắc AD, siêu sao ADM các bạn. Có Akali siêu sao rồi, mà mình không chơi nhé, tất tiếc mình không chơi. ADM vẫn 1, Runner vẫn 1. Thì nếu như có tướng 5 tiền đấu sĩ mình sẽ thay cho Galagat được bạn. Tiếp máu nào, tiếp máu. Khỏe lắm, khỏe. Nhảy tiếp kìa. Cứ mỗi lần đánh là được hồi thêm mana các bạn. Nên là con rắc nó xài skill khá là nhanh. Và trong cứ mỗi 3 giây lại được hồi thêm mana từ cái mũ thích nghi nữa. Rất là ngon. Có Quinn nè, có Ezreal. Đấy con nào ok các bạn nhé. Ezreal ok, Quina ok, Quina thì mình vứt vào kích cuồng nhiệt, với lại thứ hai là mình sẽ khả năng hack đồ nữa các bạn, khá là ngon. Nhưng nếu chọn cho Quina với Ezreal mình sẽ lấy Quina các bạn. Không phải nghĩ, từ sao tướng 5 tiền mà các bạn.
Lấy SSL giờ về cũng chưa nên lên SSL 2 thì sao được các bạn. Những cái lớn Quina về mình cho nó hack đồ khá là ngon. Okay. Có rắc luôn này. Quina thế là giờ đã gát đi. Dù sao mình đang chỉ cần hai đấu đang thừa một đấu sĩ mà. Không cần thay luôn nữa. Rắc 2 này. Ok. TF kìa. Xét siêu sao đấu sĩ à. Không cần lắm. Đấu quái. Hậu pháp siêu quái cho bảo kích siêu quái được. Nhưng mà từ năm trần cắt xeo này mua luôn nhá. Thì không có nắp, con nắp thôi, không có sắc. Bán luôn con cờ đọc gác các bạn nhé. Ok. Ui, nhảy. Ui dồi. Bạn này chơi gieo cả hoàng, hoàng ngọc này. Đội hình tối đa là 7, cũng được, chơi băng. Chơi băng thì tối ha tối đa chỉ chơi ở nên vào 8, nên vào 7 là cũng khá ok. Bobby này. Anomu siêu sao này, Deco này. Nắp ID ăn không? Rắc đấu sĩ. Mình mua nha gieo này. Rắc đấu sĩ xong rồi mình mua xong bán thì để kiếm con rắc ID em các bạn. Rồi ok. Ok. Không có. Chú đen. Toilet này. Không có. Không có. Rắc đi sửa sang 8 bit này. Okay. Không có. Rắc vừa nãy rắc đấu sĩ nó hơi nhỏ chút thì mình mua thì mình đã bán luôn các bạn nhé. Okay. Giờ mình đang có một cái máy sao chép cỡ lớn á. Ôi trời ơi, mình cần thêm một con rắc siêu sao cũng như là hai con rắc nữa để lên được con rắc 3 sao. Đó là trâu bò khỏe luôn các bạn. Với lại con rắc 3 sao tập hệ ADM này khá khó chịu luôn các bạn. Khi nó có thể choáng liên tục với khi là cứ sau 8 giây á là nó sẽ lại choáng và đồng đội của nó nên mỗi lần sử đánh thường hay dùng sử dụng skill ấy thì khả năng con rắc được sử dụng skill càng cao luôn các bạn ạ. Xóa tiền các bạn nhé. Giờ cứ lấy tiền thôi. ZADM này mình không mua các bạn nhé. ZADM mình không mua nhé, mình sẽ bỏ qua nhé. Mình đang cần con rắc đây. Zone 2 này. Con set này mình sẽ mua bán đi các bạn nhé. Mình sẽ bán đi. Chịu một chút tiền để bán đi. Excel tay to mà lớn này. Ôi có rắc ADM khoán luôn. Con lắc thì mình cứ để đây đã, không bán vụ. Chuyện này chắc mình sẽ đổ tiền mua được các bạn. Đây này. Giờ đống đồ này. Có cả tiền này. Ok. Chắc ADM. Mua luôn. Mình sẽ bỏ như vừa đã gắt rồi mà các bạn nhé. Ok. Kế hoạch 5 ADM. Quá tuyệt vời. Rồi mình cần thêm hai con rắc nữa. Mình có máy sao chép rồi. Mình có máy sao chép cỡ lớn rồi. Ok. Chắc mình sẽ lắp cái vô cực kiếm thôi. Nó cái vụ kiếm cho con SL này. Kiếm này, nệt này. Con giá sâu zin. Nắp thuần nắc đây. Nó sử dụng chiêu nhanh. Các tướng ADM càng sử dụng skill nhiều ấy thì con ra thì sử dụng chiêu của rắc càng nhanh các bạn. Đấy, nên mình sẽ nắp giá sâu zin cho nắc các bạn nhé. Tiếp sắc này. Thì có rắc này, một con nữa là tôi sẽ con rắc ba. Một con nữa đây. Nhỏ này anh cho em một con. Nó xin một con. Cho em xin một con nữa thôi. Một con nữa. Nặng à. Nhìn mù không. Phải nó vẫn ra mình còn nắc, nó bắt mình còn nắc lên 2 chứ. Rồi, một đi, chấp nhận biết làm sao bây giờ. Ok. Rồi. Cũng nên còn một con nữa thôi mà nó cũng tra cho mình. Nhà phát hành hay cho em xin một con nữa đi. Mấy cái này chúng ta phải khóc. Xong nhà phát hành người ta thương ấy, game nó thương ấy, nó mới cho mình không khóc là khó lắm các bạn. Ui, Lulu sụt chéo à. Nhưng có hai Lulu. Rồi đấy nhỉ. Lulu sụt chéo với con bài chứa 3D mình từng làm các bạn. Khá kinh khủng luôn.
Búp búp búp. Nhưng mà con rắc của mình nó khỏe lắm, nó khỏe lắm bà con à. Ok, thắng rồi, thắng. Lại thắng, còn một con rắc nữa thôi, chắc xin con rắc nữa thôi mà. Chắc xin con rắc nữa thôi. Rắc nữa thôi. Không có. Ô, đây, ba. Nên luôn, 3 sao. Đẹp chưa? Rắc 3 sao đẹp chưa? Đẹp chưa? Để, hồi thiếu một slot rồi, hết mẹ tiền, đâu mua được nữa. 2, 4, 6, còn 6 người mà. Tính cả mình còn 6 người. Cứ thoải mái đi. Nhưng mà hiện giờ mình đang thiếu một số nốt. Xem mình sẽ cho vào gì vào đây. Mình có thể cho tuyệt sắc vào được các bạn. Cho tuyệt sắc vào. Kiếm con dích. Mình rắc dích tuyệt sắc cho vào các bạn. Hoặc là con zin tay to mặt lớn cho vào các bạn. Chắc mình sẽ thắng rồi. Giờ tầm này không thua nữa rồi. Còn rắc 3 sao mà thua nữa thì game đỏ lắm. Rắc ADM siêu sao ADM 3 sao đi luôn, bye bye bạn nhé. Câu này chơi sao cào hạng ngược khá là khỏe các bạn. Đúng không? Chắc định mã vàng luôn mà. Thì đây sẽ lấy cái gì đây, có vô cực kìa, có quyền năng này, có bóng quất xây tắc này. Mình sẽ lấy bóng quất xây tắc nhé. Tại vì nó có tướng 5 tiền cầm đồ luôn các bạn. Và móng vuốt mình lắp cho con, mình lắp luôn cho Quina các bạn. Vừa nó thêm một chút trùng triệu của khả năng gây đam các bạn. Khá thích hợp cho Quina luôn. Còn con cây này mình sẽ cho vào luôn trong đội hình các bạn. Dù sao mình đang thiếu slot này. Cho một con tướng 5 tiền nó cũng khá ok nhỉ các bạn nhỉ. Đó. Không có. Lưu thật sự. Bán đi. Con dích là ngon. Hình đỏ nha. Cho cây hình đỏ ngon hơn. Để xe cho cũng được. Con dích. Rồi. Thì đây viên đắc kiều à. Cây le 3 này. Cá thớt đồ cũng khá đẹp nha. Nhưng mà có hai đồ. Mình con rắc 3 rồi, rắc 3 rồi. Đi luôn mà. Mình đã dẹp nạn được hai thằng rồi. À nhắm lộn. Chẩn nạn được hai kẻ phản diện các bạn. Ok. Ok. Xóa tiền nào, xóa tiền. Tầm này cứ xóa tiền thôi các bạn. Ok, xóa tiền. Bán luôn các bạn nhé. Bán luôn. Là zone rồi. Không có đồ gì nè. Không có nữa này. Ôi, có dích luôn nhá các bạn nhá. Có dích này chắc phải mua rồi. Đó, kích tuyệt sắc lại hyperpole mà lại còn được bút thành khả năng mana. Dạ, ui, đắt hơn 2 con. Đắt hơn thêm con nữa được 2 con. Ô, ngon. Nè, nó giảm kháng phép ấy. Mà con rắc của mình 3 sao lại gây sát thương phép ấy các bạn. Nó giảm kháng phép nên là khá thích hợp con rắc luôn. Mình cho vào kẹt tuyệt sắc được kích như thế. Hồi mana cho những thứ đồng minh xung quanh nữa. Khá là ngon. Giờ mình sẽ thay cho con cây in các bạn nhé. Ok. Con xét thì cầm hai đồ vãi. Dinh như 2 không? Không được rồi. Con xét nhé. Mình sẽ cho cây in đi các bạn. Cho dứt vào đây. Cho giữa. Mua Z này. Ok. Xin cho đồ mình đồ gì đây. Tầm này đồ mình cần đồ mana thôi. Để cho một là cho nắc, hai cho dích. Còn set của mình cầm cái thú tượng với trăm máu này. Mình không lỡ bán các bạn. Đang 2 sao cầm đồ khá chuẩn cho tanh chút cũng khá ok. SL này. Mua không hay là zone này. Tuyệt sắc này. Mình có dích này. Không. Tại tao mà lớn thôi đi. Mình có dích mình không mua nữa. Thì không có rồi. Bán vậy nhá. Bán luôn con nắc này. Đồ này. Chắc mình lấy cái bùa xanh các bạn ạ. Mình sẽ lấy cái bùa xanh các bạn nhá. Nắp con dích. Thì nó xài chiêu cho nhanh với lại khả năng hồi mana nhiều các bạn. ADM thì mình cứ dùng cho tứ siêu sao ADM thôi. Đó, không có gì đây.
không có gì các bạn. Đó kéo hỏng ngược quá. Để bạn có thắng được mình không? Ok, okay. Chắc giờ hơi khó thắng, bạn rất khó thắng được mình các bạn. Ok, ok. Đúng rồi, các bạn phải kiên cường lên. Không chịu khuất phục trước cái mạnh các bạn phải mạnh mẽ lên, tiến bước lên, không được chịu thua, không được đầu hàng. Phải quyết tâm giành chiến thắng thì dù còn giọt máu cuối cùng cũng không được chịu thua, đúng chưa? Ok. Z2 luôn, ngon, còn ba, à còn hai người. Còn hai người. Ngon. Đúng rồi, bạn chưa đấy, chưa thế là đúng, 60 máu chưa thế là đúng. GG ai chưa GG. Bạn kia chắc chắn là giờ không thắng được mình nữa rồi. Nhưng mà bạn đừng GG. Chúng ta phải xem biểu diễn gì. Rắc 3 sao GG này. Rồi Quina hack có trang bị. Hack. Ok. Ok. Đúng rồi. Bạn không được chịu thua, biết chưa? Bạn không nên chịu thua bất kỳ ai. Dịch 2 sao nữa liền. Bạn đang giáp vào đội hình rồi. Lucian này, không cần Lucian. Dịch 2. Khóa bộ ơi. Sau có dịch 2 sao à? Ngon. Ok, nốt vòng nữa là mình sẽ còn dịch 2 các bạn. Các bạn thấy hay chưa? Đúng rồi, bạn không được đầu hàng. Bình thường cứ nên được 4 tiền 3 sao hoặc 5 tiền 3 sao nè. Các bạn phải gà đầu hàng này. Đặc biệt những cái bạn mà chỉ có nền vào bãi như này. Do cả hỏa ngục giờ lúc này dùng để ăn mình ăn được cái tướng 4 tiền 3 sao khá là khó. Gần như không có khả năng luôn. Các bạn. Với lại các bạn, con mặc dù nó có CC khống chế thật đấy. Nhưng mà mỗi lần khống chế là... Đù. Nó đi chặn ra được con xích này. Đảo thật đấy. Xin lấy cái bùa xanh đi. Lấy găng mỏ thạch đi. Bùa xanh khá nhiều mana, lấy găng mỏ thạch đi. Gây thêm đam rồi. Ok. Trả tiền. Dích. Ok. Mình sắp cái găng mỏ thạch cho dích luôn các bạn nhé. Dích đang 2 sao. Ok. Đắp luôn dích các bạn nhé. Vừa gây đam luôn. Ok, khá ngon đấy. Đội hình khá đẹp đấy. Ok. Này đao phủ siêu quậy này. Ok, chắc là không ăn được mình rồi. Nhưng bạn đừng gờ, bạn đừng gờ là được. Sắp rồi. Ok. Đúng rồi, bạn đừng gờ, đúng rồi, bạn phải chiến đấu tới cùng chị. Đúng rồi, tinh thần nhiệt huyết phải chiến đấu tới cùng chị. Đâu, bạn bắn đâu ạ. Ok bạn, đã lại thắng rồi. Chắc sau trận này trận cuối cùng ấy thì có lẽ video mình đến đây kết thúc ấy. Các bạn thấy hay những trình muốn like video này ủng hộ mình nhé. Nhá. Ui, bạn gờ luôn rồi. Và chắc mình phải bye bye mọi người. Tạm biệt mọi người nhé. Bye bye.